Cô Thủy đây là cô Thủy mở quán cũng 22 năm rồi. Cô Thủy bán chủ yếu là bánh mì ốp la, là chảo hình như ở thị xã là cô bán đầu tiên. Chỉ trứng, thịt bằm, pate thôi. Còn nếu mà đặc biệt thì thịt bằm, pate, cá, xúc xích, mà phần nào cũng có cách mở hết. Ở nhà cô sắc từng cục vậy ra. Từ cô thắt nhuyễn đến cô phi lên. Trời ơi, sắc một chai tay luôn đó. Cái ở ngoài chợ về đâu để nguyên vậy được. Đây cô chơi với nít không à, chơi với nhóm sinh viên trẻ trẻ không, đây kêu cô Thủy xì tin không đó. Cô là cô Thủy, sinh sống ở Bình Dương nhỏ lớn luôn. Cô Thủy đây là cô Thủy mở quán cũng 22 năm rồi. Cô Thủy bán chủ yếu là bánh mì ốp la, là chảo hình như ở thị xã là cô bán đầu tiên. Cô còn bán hủ tiếu, bánh canh, nưa, hủ tiếu mì. Cũng như là toàn những loại đồ nướng mà cô Thủy có bán hết. Và bán cho học sinh sinh viên. Cô Thủy bán là tổ 93, cô 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cô Thủy bán nếu mà đồ nướng thì 6:30 cho tới 11:30. Vậy cho nó chắc ăn. Với tại nhiều khi hình như nãy cô thấy cô chuẩn bị không kịp. Nhiều khi bạn vô cô chuẩn bị không kịp. 6 giờ là đã có rồi, tại vì nó bánh nó ra ra sớm. Tại vì nhiều khi thịt mình nhìn mình phải luộc, cái độ luộc cũng hơi lâu, cho nên 6:30 đồ nước mới có thức ăn thêm. Ví dụ như là một chảo bánh mì bình thường, cũng như là bình thường thì 30.000, đặc biệt thì 35.000, thêm ổ mì thì 5.000. Chỉ trứng, thịt bằm, pate thôi. Còn nếu mà đặc biệt thì thịt bằm, pate, cá, xúc xích. Mà phần nào cũng có cách mở hết. Ở nhà cô sắc từng cục vậy ra. Từ cô thắt nhuyễn đến cô phi lên. Trời ơi, sắc một chai tay luôn đó. Cái ở ngoài chợ về đâu để nguyên vậy được. Là cục cái xe bự, mình nhìn mình sắc là nhuyễn ra. Hành phi ở nhà cô cũng bào luôn, cho nên nó có sợi chứ không có nhuyễn. Cái thịt bằm nó có vị ngọt. Có vị ngọt, có thịt nó ra nó ngon. Thay con làm xíu mại thì con phải hấp cái chân. Nhưng mà xíu mại có hành với lại có củ sắn nên có người không thích. Cho nên cô để thịt bằm thôi, nó đơn giản hơn. Tại vì trong chảo mình phi hành tây rồi, đâu có cần tới củ sắn nữa. Cô bán hồi xưa giờ bán 20 năm là như vậy thôi. Bánh mì chảo thì thường thường ở chảo cô thầy cho nước sốt. Rồi với lại chén súp nữa. Tại vì thường thường mình ăn bánh mì nó sẽ khô. Còn cà đá thì trên bàn lúc nào cũng có hết. Chén sốt thì có nhiều bạn tự nêm, còn thường thường mình làm sốt thì không ngon hơn. Chén sốt thì mình cũng như mình làm đơn giản lắm, thay vì con nêm nước tương nè, tương ớt. Nhưng mà trong đó cô Thủy cho nước tương, tương ớt, chanh, tí đường vô nữa. Đó, nó sẽ dịu lại, nó sẽ ngọt mà nó dịu lại. Ví dụ như là bây giờ một chảo con xào hành tây trước. Cái này là căn bản xào hành tây trước. Con cho thịt bằm lên, rồi bắt đầu con cho pate lên, thịt bằm với pate nó đều nhau, rồi con đánh trứng lên. Nếu trứng sống thì con sẽ bỏ chút hành lá, hành phi lên. Con bỏ xúc xích với cá lên, để sôi lên là ok. Bỏ mò lên nữa, là tấp mỡ lên sang hết cho nó giòn. Tại vì nó, cái pate đó, con quậy chung gì nó sẽ nóng. Chứ nó hòa đồng ở trong cái đồng đỏ, đồng trắng đó, nó sẽ béo, nó béo cái đồng trắng. Còn thí dụ con đem với cục ra thì con một hồi cái cục pate nó sẽ nguội. Trong khi cái hộp gà nó còn nóng thì con đánh tan ra nó không có tan. Cho nên cái hộp gà này đây nó ngon cái là cái pate nó quyện trong cái đồng trắng nó sẽ béo. Còn khi con để nguyên cục thì cũng được đó, sao mình ở đánh tiện hơn phải không? Có đúng rồi, có hành. Mà tại vì cô Thủy nói thì mới đầu là hành tây, rồi tới thịt bằm, tới pate, cái tới xúc xích, cá, hành lá, hành phi, bỏ tóc mỡ lên sau cùng hết. Hồi đó tôi bánh canh có 2.000, chả hộp gà 5.000. Bây giờ con tính 22 năm rồi con biết giá trị đâu, giá trị đồng tiền bây giờ nó sẽ khác. Đoán thử coi. Cô Thủy 63 tuổi rồi. Cô Thủy 63 tuổi rồi đó. Đây cô chơi với nít không à, chơi với nhóm sinh viên trẻ trẻ không, đây kêu cô Thủy xì tin không đó. Đây chơi với nít không à, đây là quán cô là trẻ trẻ không à, cho nên cô kiểu như mình phải hoạt động với mấy bạn cho nó vui, tại vì khách hàng là thượng đế mà. Với lại xong nhiều khi đồ ăn mình được không có đặc sắc mấy, nhưng mà các mình nói niềm nở thì người ta cũng chấm được một điểm rồi, phải không? thì đợt đó cô bé ăn hồi trung học mới ghé cô review lên với anh Bạc Bình Dương đó, là cô ghé cô hồi cô 15 tuổi á, mà giờ hai đứa con rồi vẫn ghé lại. Từ Phú Long, Dầu Tiếng,
Củ Chi, Hóc Môn là những bạn đi xa tuần cũng ghé cô một lần. Thấy thương lắm, đúng rồi, thấy thương lắm. Có nhiều bạn hồi đi học ăn rồi giờ có hai đứa con vẫn dẫn vợ con đi ăn. Cưng lắm, cưng lắm. Tại khách quen nhiều, còn thí dụ như bạn bè dẫn nhau tới thì cũng có. Thí dụ như con giới thiệu bạn con, cô giới thiệu bạn cô dẫn tới đi ăn. Dạ tụi cô bán trong hẻm không à, cho nên cô cũng không có đăng cái gì hết trơn á. Tại vì mấy bữa nay là hơi đông, tại vì có cô bé mà hồi ăn của cô đăng lên á, thành review lên cho nên khách đông ta tới ta tìm. Ngày hôm qua hôm kia gì có, từ Bến Cát Củ Chi Tuấn ăn nữa, thấy thương á. Cưng lắm. Nguyên một nhóm vậy thì có hai ba bạn ăn đồ nước, có hai ba bạn ăn ốc la. Ví dụ nay bạn ốc la, ngày mai bạn sẽ ăn đồ nước. Ví dụ như quen khách quen cô ở đây mỗi ngày. À, khuya là cô chuẩn bị hết, hình như là 3 giờ khuya bắt đầu cô dậy coi chợ, chuẩn bị trước rồi mới đi chợ. Và 3 giờ sáng cho tới 6 giờ cô mới bán, là 3 tiếng đồng hồ đó, cái khâu chuẩn bị xong đó. Rất cực chứ, nhưng mà kiểu như là vui, vui, cực mà vui. Chứ hỏi chứ giờ kinh tế với lại mình lớn tuổi rồi đâu có làm gì nữa, phải không? Mình phải tự cai thôi. Gặp khách cũng vui hơn. Vui, đúng rồi, kiểu như là nó giảm stress, ví dụ con đỡ suy nghĩ, ví dụ con làm vậy cái... cũng như mình đi làm việc đi thì nó nhẹ cái đầu óc hơn là mình nằm mà suy nghĩ nhiều, nhức đầu lắm. Quán cô hồi xưa là vậy thôi, không có tu sửa, không có gì hết. Có cây thì càng ngày nó càng lớn lên, còn thí dụ bông thì lâu lâu cô đổi kiểu này kiểu kia chơi vậy đó. 20 mấy năm rồi con, 20 mấy năm nó theo cô 20 mấy năm rồi đó. Cái tủ này hồi xưa là đựng thuốc tây rồi để trong nhà mình uống á, là thuốc đương tinh bỏ vô, cái sau này cô mới đem ra. Nó bằng gỗ, dĩa đó hồi nội cô tới giờ. Hồi nội cô đến giờ là con biết mấy chục năm rồi. Hồi xưa là ông bà để lại đồ, cái nhìn thấy đẹp á, cô lấy ra xài chứ cô cũng không mua. Ví dụ mua giờ thì nó cũng mới, nhưng mà nó không đẹp bằng cái hồi nọ. Con biết nhà còn mấy cái bát âm tiên hồi xưa thời Pháp đến giờ đó, người ta hỏi mua cô không bán. Bát âm tiên á, cái vùa dưới đây nè, dễ thương á. Ông nội, bà nội để lại cho cô, để lại cho ba cô giờ để lại trong tủ trưng cho nó đẹp. Bát tiên mà nó mỏng dánh nè, thấy thương lắm. Cái đó là đồ cổ, hồi nội cô đúng vậy.